mình là âm dương của ta đây. Chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Tao mấy ngày nó gáy đây nè. Con với lỗi này là minh lắm. Chắc là chỉ xuống nhậu kem hỏi nào thôi. Tao đứng bên đây, mày đứng bên kia, nó ra là chợp liền nghe chưa? Để chú coi. Chết, tớ bị rết cắn rồi. Tớ ngồi đây chờ chú. Để chú tìm thêm có lá cây nào đắp lên rút nọc không. Dạ. Bây giờ đâu mày ơi? Bây giờ. Bây giờ. Người đâu quá. Bây giờ. Bây giờ. Bây giờ. Cháu thấy sao rồi? Có cảm thấy nọc chạy từ cánh tay lên vết cắn không? Cháu thấy nhột nhột. Chú hay quá. Chú hài lan phải không ạ? Nghe chú dặn nè. Về nói với cha mẹ là lấy nước muối rửa vết thương nghe chưa? Cháu không dám nói đâu chú ạ. Nếu mà cháu nói cháu sẽ bị đánh và la mắng. Vì cha cháu sợ lúc này chữa trị. Đây, còn đây là thuốc. Cháu cầm lấy uống. Đây là thuốc giảm đau và giải nọc. Dạ. Cháu đem về uống. Giờ uống một liều. Tối nay uống một liều. Sáng sớm mai uống một liều thì sẽ hết đâu. Dạ, cháu cảm ơn chú ạ. À, nghe chú hỏi nè. Dạ. Nhà hai cháu gần đây không? Dạ gần, cách đây có nửa dặm đường à. Vậy thì tranh thủ về đi. Dạ. Nhớ lời chú dặn nghe chưa? Dạ. Thưa chú cháu về. À, mẹ nè. Hai cháu quên sách nè. Cảm ơn chú. Cho chú hỏi luôn. Dạ. Hai cháu có biết nhà Tú Tài Bùi Trúc ở đâu không? Tú Tài Bùi Trúc là ba của cháu. Giàu nhất ở xóm mày, ở ngã ba kìa chú. Vậy thì hay quá. Chú với cha cháu là bạn hồi thi hương ở trường Nam Định. Cả hai đều đậu tú tài, không đủ điều kiện thi hội nên mỗi người một ngã. Cháu sợ cha cháu không tiếp chú đâu. Vì cách đây một tuần chăng cũng có một người ăn mặc như chú tới tiếp cha cháu. Nhưng cha của cháu nói là không tiếp. Cha cháu chỉ thích tiếp các người quan lớn hay là các người giàu có mà thôi. Chú muốn gặp cha cháu thì đừng đứng ngoài cổng mà gọi. Chú hãy đợi người nào mở cổng ra và đi vào chung luôn. Gia nhân sẽ không dám cản chú đâu. Được rồi. À, chú cảm ơn hai cháu. Hai cháu lo về đi. Mà chú ơi, nếu chú gặp cha cháu thì đừng nói cháu đi bắt giới bị rết cắn nha chú. Rồi, nè. Dạ. Nhớ uống thuốc nghe chưa? Dạ. Một quan bán không? Ông chủ trả rẻ quá. Hai món này ít nhất ông bán bỏ cũng được 30 quan. 30 quan lượng tháng? Ờ, hai món à. Hai món thì hai quan. Bán không? Ông nên nhớ nha. Cái đồ cổ này á, ông giữ nó ông cũng đâu có biết giá trị gì đâu. Mà khi tôi mua về á thì cũng để trong kho kìa. Chứ làm sao mà bán được liền được. Giờ chịu không? Thôi, bán cho ông đi. Đi đường xa đến đây rồi, đi về không cũng vậy thôi. À, nãy giờ vậy biết nhanh gọn lẹ không? Một quan. Hai quan. Rồi, cảm ơn chủ như vậy. À.
mua được giá hời không? Cũng giống như mọi lần thôi. Nè, hai cái này đó bán cho mấy lái buôn phương Bắc á, lời ít nhất cũng là 30 quan đó nha bà. Vậy là hay quá rồi. Ông ơi, tôi quên nói với ông á, là thằng Mẹo á, nó xin á là mẹ của nó bị bệnh nặng, nên xin mượn 30 quan tiền, rồi trừ vào cái tiền mà cày thuê khi mà vào mùa đó ông. Nhắn tới chuyện thằng Mẹo á thì cũng tội nghiệp cho nó quá ha. Đúng rồi, ông tội nghiệp nó lắm. Bà chuyển lời cho nó giùm tôi nha. Nó nhỏ nhẹ thôi. Tiền tôi đâu phải là tiền vàng bạc biển đâu mà lo cho nó. Hả, cái gì cũng mượn hết trơn hả? Trời ơi là trời. Nó hết tiền rồi, nó tự lo cho mẹ đi. Không có tiền mà đặt lo cho mẹ. Ừ, cũng đúng ha. Dạ thưa ông. Gì nữa? Có người nói tên là Phạm Tùng, là bạn học cũ của ông, tới tìm ông. Phạm Tùng? Người đó ăn mặc ra sao? Con nhìn mặt mày cũng sáng láng, mà ăn mặc có vẻ nghèo hèn lắm. Chắc anh Phạm Tùng mượn tiền mình đây. Chia tay 10 năm rồi, tưởng khấm khá, ai ngờ anh ta vẫn nghèo như cũ. Mày ra ngoài mà nói với Phạm Tùng á là tao không có ở nhà, tao đi lên Phủ Thanh lâu lắm mới về. Trời, ông không nói sớm, hồi nãy ông vô cổng luôn rồi. Cái gì? Ai cho? Mày hả? Dạ đâu có đâu, hồi nãy con mở cổng cho khách về rồi ông tự chui vô, nói là bạn của ông, con đâu có cản ra được đâu. Ừ là trời, đã vậy thì cứ mời anh Tùng vào và tìm cách đuổi khéo để lần sau ảnh không có đến nữa. Được rồi, mày nói không Tùng đợi tao chút xíu, tao ra nhanh đi. Dạ. Bà Liễu ơi, lên đi. Ông kêu tôi hả? Chứ ai. Nè, nghe tôi dặn nè. Đại Quỳnh, Quỳnh ăn bữa cơm đạm bạc này với em đi Quỳnh. Thiệt, em nhìn Quỳnh em thương quá. Mà tại vì Quỳnh đến bất ngờ quá, em không có chuẩn bị gì kịp á. Em cũng ăn trễ nên em no rồi, thôi Quỳnh ăn trước đi Quỳnh. Không sao đâu nhị đệ, bữa ăn đạm bạc như vậy tao quen rồi. Tới đây thấy gia đình của đệ đó sống khỏe mạnh, sống trong một ngôi nhà khang trang như vậy là ta cảm thấy vui rồi. Khang trang đâu mà khang trang, Quỳnh thấy vậy đâu phải vậy đâu Quỳnh. Mười mấy mẫu ruộng ở nhà em á, em đã bán sạch hết trơn rồi. Bây giờ còn cái căn nhà từ đường này nè, em đã cầm cố cho mấy ông ở trên huyện rồi. Khoảng một tuần trăng nữa sẽ đến hạn trả nợ cho ổng. Em giờ em lo lắm, trong khi trong túi của em không có còn đồng xu dính túi nào hết trơn á. Quỳnh thấy không, áo may mà không có túi để tiền nữa nè. Làm ăn thì thất bại, hiếm khi có được đồng lời lắm Quỳnh ơi. Khổ lắm, khổ thiệt lắm. Dạ con chào cha. Thầy chú. Dạ thưa cha, cha cho con xin tiền học, đóng tiền cho thầy đồ ạ. Gì thế? Mẹ mày đâu sống xin? Dạ mẹ đang ở nhà bà Cẩm, mẹ đang vậy nè. Gì vậy cái thằng này? Con không dám tin xin tiền mẹ, xin tiền mẹ mẹ xui mẹ chửi nữa. Trời ơi trời, bộ mày xin tiền tao là hên đó hả? Dạ. Qua nói với ông thầy đồ, một tuần trăng sau nữa tao mới có tiền trả cho ổng. Dạ. Còn nếu ông không muốn hả, nghỉ học đi. Ủa trời ơi, mẹ bảo đây là bạn thân của cha cách đây 10 năm, thì tại sao cha không kêu nha nhưng chặt một con gà để khách? Nhà mình có 200 con gà cơ mà. Chặt nè, chặt nè, chặt nè. Chặt cái giò mày luôn đó. Trời ơi là trời. Mày không có nghe câu người ta nói hả? Dân bất khả hạ trì, dậu bất khả sát kê. Không biết hả? Ủa, vậy là sao hả cha? Trời ơi, dốt, dốt là dốt, là dốt, ơi là dốt. Cho tiền ăn học bao nhiêu lâu rồi mà vẫn còn dốt như vậy? Hai câu đó có nghĩa là giờ dần thì không được xuống sông bắt cá, còn giờ dậu
là không được sát kê. Sát kê là giết gà đó, hiểu không? Dạ hiểu. Dĩ cũng hỏi. Không sao đâu cháu à, ăn đạm bạc như vậy chứ thấy cũng ngon mà. À gì đệ, ta nghe nói nhà của thầy Lan Trần Nảm, cháu của người y Trần Đại gần đây đúng không? Dạ, dạ đúng rồi huynh. Nhà của Đại Lan Trần Lãm cách đây mấy dặm đường rồi huynh. À, ta còn chưa thấy đói. Bây giờ ta xin cứu đệ, ta đi qua nhà thầy Lan hỏi Trần có chút việc. Dạ. Ủa nhưng mà đâu có được. Mạnh. Dạ. Mày dắt bác đây đi qua nhà thầy Lan. Dạ. Ngay bây giờ được chưa? Dạ. Dạ. Xin cứu từ gì đệ? Xin cáo từ đại huynh. Dạ thưa cha, thưa chú không đi. À. Đại huynh đi mạnh khỏe nha. Cô gì đó ơi. Dạ con thưa bà, bà đi chùa à? Cô có phải là người của làng này không vậy? Dạ thưa bà, con tên là Xuân Đào, vợ của thầy Đồ Lê Mai, người làng này. Dạ thưa bà, ông nhà chữ Thơ vẫn khỏe hả? Cảm ơn cô, ông nhà tôi và cháu vẫn bình an. Nhưng tôi cũng không nhớ là có gặp cô lần nào chứ không. Dạ thưa bà, con đã hân hạnh được gặp bà cách đây hơn 5 năm rồi. Lúc đó bạn của con Ngọc Nữ đã sinh đôi và đã bị băng huyết. Trong cơn thập tử nhất sinh, nếu không nhờ ơn của bà và ông cho tiền chạy chữa thang thuốc thì chắc bạn của con đã không qua khỏi rồi. Ơn ông của bà thật là to lớn. Vợ chồng tôi á cũng cố gắng sống nhân từ, cũng năn đi chùa lấy Phật, mong cho kiếm được một đứa con trai để thờ tự, nối dõi tông đường cho ông Quỳnh. Mà tìm hoài tìm mãi cũng không thấy đâu ra hết. Dạ thưa bà, con lấy thầy Đồ Chi Mai đã hơn 10 năm rồi mà chúng con vẫn chưa có một mụn con nào hết. Vợ chồng con cũng thường đi chùa lễ Phật để cầu tự. Cô có mái tóc đẹp, cả phủ nghệ này không có ai mà có mái tóc đẹp như cô. Mái tóc dài suôn mà đen nữa, lại có cái cách búi tóc á, rất là khéo léo. Chả buồn cho con gái nhà tôi chút nào. Dạ Quỳnh Tiểu Thơ bị sao bà? Cô có gấp về nhà không? Nếu cô không gấp á, cô ghé nhà tôi chút xíu, có chuyện tôi cần nhờ cô giúp. Dạ, con xin nghe theo lời bà dạy. Mình ơi. Ủa, em mới đi đâu về vậy? Dạ, em ghé qua nhà ông bà Quỳnh Phú Hộ cho nên là về trễ. Em qua đó có chuyện gì à? Em gặp bà Quỳnh Phú Hộ ở chùa. Bà Quỳnh Kim về nhà có việc của Quỳnh Tiểu Thơ đó. À, sách vở sắp khô cho anh. Mới có vài trận mưa đầu mùa mà nhà dột lung tung hết rồi nè. Có một số sách cũ bị dính nước mưa cho nên anh phơi cho nó khô đó mà. Thôi, em vô nhà nghỉ ngơi đi.
Tóc giả của ai vậy em? Anh đừng có nói lớn. Em đã hứa với ông bà Quỳnh Phú Hộ là không cho ai biết việc này. Tóc giả này á là của Quỳnh Tiểu Thơ đó. Bà Quỳnh Phú Hộ nhờ em chải bới hàng ngày. Quỳnh Tiểu Thơ có đến 3 bộ tóc giả để mà thay đổi hàng ngày. À, bà Quỳnh Phú Hộ có biểu anh sắp giải gấm để may áo dài nè. Em để không buồn nha. Ông bà Quỳnh thật là tốt bụng. Mà em nè, sao Tiểu Thư lại dùng tóc giả vậy? Anh nhớ có mấy lần anh gặp, anh thấy tóc tai của cổ vẫn bình thường mà. Cách đây 3 năm, Quỳnh Tiểu Thơ bị một cơn bạo bệnh, cho nên là tóc rụng hết, không có mọc lại được nữa. Cho nên là Quỳnh Tiểu Thơ phải dùng tóc giả đi ra khỏi buồng riêng đó. Trừ bà vú nuôi thì tất cả gia nhân trong gia đình không ai biết là Quỳnh Tiểu Thơ đều tóc giả hết. Bà Quỳnh Phú Hộ phải lên tận kinh đô để mua tóc giả cho Tiểu Thơ. Anh biết không, gặp em ở chùa, bà Quỳnh Phú Hộ thấy em bới tóc đẹp quá, cho nên là nhờ em đem mấy bộ tóc giả này về bới giùm bả đó. Mà anh nè, đây là bí mật ông bà Quỳnh rất là sợ tiết lộ ra ngoài đó. Tội nghiệp ông bà Quỳnh Phú Hộ, sống nhân đức như vậy á mà không có đứa con trai, chỉ có đứa con gái, mà cũng bị bệnh không có tóc nữa. Em cũng có lỗi với anh. Vợ chồng sống với nhau 10 năm mà không có đứa con nào hết. Để cho anh ẵm bồng cho vô nhà vô cửa. Em nói cái gì vậy? Mỗi người sinh ra đều có phước phần riêng mà, chứ biết làm sao được bây giờ. Giấy gì vậy anh? Đây là thủ bút của đại huynh Phạm Tùng, nhị ca Bùi Trúc và cả anh nữa. Cái này á được viết vào năm Đinh Mùi, Bảo Thái Bát Niên. Sau khi ba anh em đi dự thi hương thì chỉ đổ đến Tú Tài. Lúc chia tay á, ba anh em mỗi người giữ một bản để thi thoảng lấy ra xem, nhớ lại tình nghĩa năm xưa. Em coi thử đi. Thủ bút của ba người đều đẹp như nhau, nhưng mà em thấy dòng trên là đẹp nhất á. Ba chữ Phạm Bùi Lê là do đại huynh Phạm Tùng viết đó. Còn ba chữ Tùng Trúc Mai là do nhị ca Bùi Trúc viết. Còn chữ Nghĩa Đệ Huynh là do anh viết đó. Bọn anh có hẹn với nhau, một trong ba người ai mà giàu sang phú quý trước á sẽ đi tìm hai người còn lại. Lúc đó đại huynh Phạm Tùng á thì theo một người cậu về kinh đô, còn nhị ca Bùi Trúc á thì đi về quê ở Phú Thanh. Còn anh á thì lại về nơi xứ Nghệ này, lấy được một người vợ vừa xinh đẹp lại vừa có tóc dài nữa. Thấm thoát mà đã 10 năm rồi, ba anh em chưa một lần nào gặp lại cả. Tam đệ Lê Mai ơi, đệ có ở nhà không? Dạ. Dạ, huynh tìm ai ạ? Đây phải là nhà của Lê Mai không? Dạ phải. Dạ, chồng của muội đi dạy ở đình làng á. Huynh đây có phải là đại huynh Phạm Tùng? Phải. Chồng của muội có nhắc tên huynh mãi hả? Ta đến huyện Trung Sơn, phủ Quỳ Châu này dài hơn có công việc nên à, vậy là huynh xin huynh ở nhà muội vài hôm để mà hai huynh đệ có thể hàn huyên tâm sự. Vậy thì làm phiền hai vợ chồng muội quá. Dạ vậy mời huynh vào nhà. Mời đại huynh dùng trà. Cảm ơn muội. Dạ đại huynh cứ ở nhà chờ một chút,
để muội ra đình làng gọi chồng muội về. Ta làm phiền muội quá. Dạ, em xin phép à. Anh. Ủa, em. Anh nè, có Phạm Đại Huynh đến thăm nhà mình đó. Thiệt hả? Dạ. Ủa, sao Đại Huynh tới lại không báo cho mình biết trước? Em thấy Đại Huynh có khỏe không? Dạ. Rồi Đại Huynh có nói là ở nhà mình chơi bao lâu không? Dạ, Phạm Đại Huynh nói là có việc ở huyện mình vài hôm. Em năn nỉ ảnh ở nhà mình vài ngày đó. Mà chết thật chứ. Nhà mình đang hết tiền, làm sao có tiền á để đãi bữa cơm cho đàng hoàng đi. Giường chiếu nhà mình thì lại ọt ẹp. Chắc là phải mua một cái võng mới cho Đại Huynh nghỉ ngơi. Không sao đâu, việc này á cứ để cho em lo ha. Nè, em định mượn tiền của ông bà Quỳnh nữa hả? Không có tiền đâu em, ông bà Quỳnh đã giúp mình quá nhiều rồi. Em tự lo được mà, không có mượn tiền đâu, anh yên tâm đi ha. Nè em, em định cắt tóc hả? Thì là tội nghiệp cho em quá. Mái tóc á là thứ quý giá nhất mà em nâng niu mỗi ngày mà. Không có sao hết á. Tóc cắt đi á thì nó sẽ mọc lại mà, đúng không? Tình huynh đệ của hai anh á mới là điều đáng giá gấp trăm ngàn lần hơn là mái tóc của em á. Thôi anh về đi, Thành Đại Huynh đang chờ đó, em đi nha. Mời Đại Huynh một ly rượu, mừng ngày chúng ta hồi ngộ. Đại Huynh à, Đại Huynh đi đường xa chắc cũng đau đói bụng rồi. Mời Đại Huynh dùng đi. Mời đệ. Quỳnh ăn đi. Tam đệ, gia cảnh của đệ thế này, cần gì mà rủ thịt rền rang đãi ta như vậy? Phải chăng vợ của đệ phải đi mượn tiền hàng xóm? Vợ của đệ cũng đi làm thuê cho người ta, nếu cần thì cứ xin người ta ứng trước, không có sao đâu. Quỳnh đừng có bận tâm, cũng hơn 10 năm rồi chúng ta mới gặp lại nhau. Vợ chồng của muội á được Đại Huynh đến thăm là vạn hạnh lắm rồi. Đại Huynh đừng có lo chuyện con đó. Mà Đại Huynh nè, Đại Huynh lên kinh đô sống có thoải mái không vậy? Để thấy dạo này Huynh có vẻ hơi ốm hơn đó. Ta là phụ tá cho ngài Tạ Bộ Thị Lan Bộ Binh, được ngài Thượng Thư Bộ Binh cấp cho một tư dinh khá khang trang. Hàng ngày á ta còn bắt mạch bốc thuốc nên tiền bạc của ta khá là dư dả. Vợ chồng đệ biết không, bệnh nhân của ta đông lắm, nhờ danh tiếng ta là học trò của ngự y Trần Đại. Lần này á, ngài Thượng Thư sắp xếp cho ta về đây thăm đệ bằng đường Mã Binh Trạm. Một phần là thăm đệ, phần còn lại là đi kiếm những cây thuốc quý ở vùng này mới có để chữa bệnh cho công tử, con của ngài Thượng Thư. Mà Đại Huynh học nghề thầy thuốc từ bao giờ rồi? Hơn 10 năm rồi. Lúc ta theo danh y họ Trần đi chiến trường sông Danh để chữa dịch bệnh cho các chiến sĩ chú Chỉnh, được thầy thương những làm học trò và truyền hết nghề rất là tận tình. Dạ anh xin phép. Tam đệ, có phải vợ của Tam đệ đã cắt tóc bán lấy tiền để đãi rủ thịt ta như thế này?
món nợ này đối với ta trả suốt đời không hết. Đại Quynh. Lê Mai. 2 năm rồi mới gặp lại đệ. Sao Tam đệ sao rồi? 2 năm rồi tóc vợ đệ đã dài tới đâu rồi? Dạ thưa đại Quynh, tóc vợ đệ đã dài ngang vai rồi. Đệ tới đây á để báo cho Quynh biết một vài tin vui. Tin vui à? Dạ. Đâu, để nói Quynh nghe. Nhờ uống thuốc của đại Quynh gửi về mà bà Quỳnh Phú Hộ đã hạ sinh được một đứa con trai. Bà Quỳnh Phú Hộ đã đãi cả làng 3 ngày 3 đêm. Vì từ nay trở đi bà đã có người đối giải thông đường. Còn Quỳnh Tiểu Thơ á thì tóc đã dài được 2 tấc. Và đặc biệt nha, là vợ của đệ đã có thai hơn 6 tháng rồi. Cái này là tin vui thiệt nè. Đáng mừng, đáng mừng. Đệ nè, còn tin vui gì nữa không? Để kể hết cho Quỳnh nghe đi. Nhờ số tiền 200 quan của Quỳnh cho, cộng thêm số tiền của bà Quỳnh Phú Hộ cho thêm, đệ và vợ đã mở được một cái xưởng thuộc gia. Làm ăn cũng khấm khá lắm. Hàng làm ra bao nhiêu, bán được hết bấy nhiêu. Tam đệ, ly rượu này coi như là Quynh chúc mừng vợ chồng đệ làm ăn khấm khá. Yeah. Và chúc đệ sắp được làm cha. Đại Quynh à, đệ có được ngày hôm nay á, tất cả cũng nhờ ân đức của đại Quynh. Tam đệ à, đệ đừng nói như vậy. Con người ta nay nghèo mai giàu hoặc ngược lại, đó là chuyện thường tình. Đại Quynh chỉ mong vợ chồng Tam đệ sống làm sao thật tử tế và sống chọn đạo làm người mà thôi. Đại Quynh à, đệ tới đây cũng để báo một tin buồn. Đó là nhị ca Bùi Trúc đã bị tịch thu toàn bộ tài sản. Và cả nhà của nhị ca đã bị đày đi biệt xứ vì tội mua bán hàng gian. Âu cũng là chuyện nhân quả. Tam đệ, chuyện lỗi lầm của Bùi nhị đệ chúng ta hãy tạm gác qua một bên. Nhân vô thập toàn mà, con người ai mà không có lỗi lầm. Chuyện bây giờ dù tốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu thời gian công sức, chúng ta còn phải tìm cho được Bùi nhị đệ, giúp đệ ấy làm lại từ đầu. Đệ nhớ rồi, đệ sẽ ghi nhận những lời của đại Quynh nói. Ly rượu này chỉ mong tùng chúc mai sớm tương phùng, tình nghĩa huynh của chúng ta mãi mãi trường tồn. Dạ đại Quynh. Cho chú hỏi luôn, hai cháu có biết chú Tài Bùi Trúc ở đâu không? Chú Tài Bùi Trúc là ba của cháu, giàu nhất cái xóm mày. Anh ấy bao nhiêu chú? Không sao đâu nhị đệ, bữa ăn đảm bạc như vậy tao quen rồi. Tới đây thấy gia đình của đệ đó sống khỏe mạnh, sống trong một ngôi nhà khang trang như vậy thì tao cảm thấy vui rồi. Khang trang đâu mà khang trang, Quynh thấy vậy đâu phải vậy đâu Quynh. Mười mấy mẫu ruộng ở nhà em đã bán sạch hết trơn rồi. Bây giờ còn cái căn nhà từ đường này em đã cầm cố cho mấy ông ở trên huyện rồi. Khoảng một tuần trăng nữa sẽ đến hạn trả nợ cho ổng. Em vợ em lo lắm. Ủa em? Anh nè, có Phạm Đại Quynh đến thăm nhà mình đó. Thiệt hả? Dạ. Nhà mình đang hết tiền, làm sao có tiền đó để đại bữa cơm cho đàng hoàng đi. Chúc ta thân danh yên khỏi trần, đi chiến trường sông danh để chữa dịch bệnh cho các chiến sĩ cứu trận. Được thầy thư giữ làm học trò và chuyện hết nhà rất là tận tình. Dạ. Tam đệ, có phải vợ của Tam đệ đã cắt tóc bán lấy tiền để đại rủ thịt ta như thế này?